Ít nhất 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra sáng nay tại một công trường xây dựng ở thành phố Auckland, New Zealand. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ trước lễ khai mạc giải vô địch bóng đá nữ thế giới lần thứ 9. Địa điểm xả súng tại trường Đúng Quyên, một trong những con phố đông đúc ở trung tâm thành phố, cách nơi đội tuyển nữ Việt Nam đang ở khoảng 600 mét. Tuyển nữ Việt Nam vẫn an toàn. Vụ xả súng gây chấn động dư luận bởi New Zealand vốn nổi tiếng là đất nước an toàn và bình yên. Cảnh sát cho biết tay súng sau đó đã bị tiêu diệt và vụ việc không phải là nguy cơ đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên, một số tuyến đường ở Auckland đã bị phong tỏa, các chuyến phà vào thành phố bị hủy, trong khi nhiều tuyến xe buýt phải thay đổi lộ trình. Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins khẳng định các hoạt động của giải vô địch bóng đá nữ thế giới vẫn sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch. Vụ xả súng không có động cơ chính trị và không gây nguy hiểm. World Cup bóng đá nữ 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Còn tại Nam Phi, giới chức địa phương cho biết ít nhất 41 người đã bị thương trong vụ nổ trên phố Bree ở khu vực trung tâm thành phố Johannesburg. Vụ nổ đã để lại một hố sâu và các vết nứt trên đường khiến các phương tiện xung quanh bị lật và hư hại. Tại hiện trường có khoảng 20 chiếc ô tô chồng lên nhau và vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm. Cư dân trong các tòa nhà gần khu vực trên đã phàn nàn về chứng đau đầu, tức ngực và khó thở. Tất cả những người vô gia cư cũng đã được sơ tán đến khu vực an toàn. Lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa khu vực và loại bỏ khả năng vụ nổ gây ra do con đường nằm trên đường dẫn khí đốt dưới lòng đất. Các cuộc điều tra sơ bộ cũng chỉ ra cơ sở hạ tầng thoát nước không phải là nguyên nhân. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Phát biểu tại cuộc họp với thành viên chính phủ, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng ngay lập tức quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc nếu tất cả các điều khoản của thỏa thuận được thực hiện và bản chất nhân đạo của thỏa thuận được khôi phục. Theo Tổng thống Nga, các nước phương Tây đã bóp méo hoàn toàn bản chất của thỏa thuận và kết quả là các công ty châu đã thu được lợi nhuận từ thỏa thuận này, trong khi phía Nga lại chịu tổn thất. Như vậy, để Nga quay trở lại tham gia thỏa thuận ngũ cốc, thì các điều kiện sau phải được thực hiện, bao gồm gỡ bỏ trừng phạt đối với việc vận chuyển ngũ cốc và phân bón của Nga, gỡ bỏ mọi trở ngại đối với các ngân hàng Nga cung cấp thực phẩm cho thị trường thế giới, bao gồm việc kết nối với SWIFT, nối lại việc cung cấp cho Nga các linh kiện, phụ tùng máy móc nông nghiệp và sản xuất phân bón, giải quyết tất cả các vấn đề về thuê tàu và bảo hiểm xuất khẩu thực phẩm của Nga, khôi phục hoạt động của đường ống dẫn Amoniak Toliati-Odessa, gỡ bỏ phong tỏa tài sản của Nga liên quan đến nông nghiệp, khôi phục bản chất nhân đạo ban đầu của thỏa thuận ngũ cốc. Trong khi đó, Ukraine đang hướng tới việc thiết lập một tuyến vận tải biển tạm thời để duy trì hoạt động vận chuyển ngũ cốc sau khi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 7 vừa qua mà không được gia hạn. Liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng của nước này đã kiểm soát ga đường sắt Mochanove ở khu vực Kharkov phía đông bắc Ukraine. Ngoài ra, các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở công nghiệp quân sự, kho nhiên liệu và đạn dược gần Odessa cũng như căn cứ không quân của Ukraine ở vùng Kirovohrad-ka. Nhằm hỗ trợ Ukraine trong chiến dịch phản công, Mỹ và đồng minh đã cung cấp hàng chục xe tăng và phương tiện chiến đấu bộ binh cho Ukraine, đồng thời huấn luyện hàng nghìn binh lính nước này. Tuy nhiên, theo nhận định của Wall Street Journal, mức độ tổn thất nhanh chóng xe bọc thép trong những tuần đầu chiến dịch đã khiến Ukraine và phương Tây choáng váng. Quân đội Ukraine hiện đang học cách tiến công bằng bộ binh, di chuyển từ hàng cây này sang hàng cây khác với hy vọng sẽ tìm được cơ hội xuyên thủng các phòng tuyến của Nga. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm qua đã lên tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo USS Kentucky của Mỹ, đang neo đậu tại một căn cứ hải quân ở Busan. Phát biểu tại đây, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh tàu USS Kentucky là một phần quan trọng trong bộ ba hạt nhân của Mỹ. Việc triển khai tàu này cho thấy rõ ràng cam kết răn đe mở rộng của Mỹ đối với Hàn Quốc. Ông Yoon Suk-yeol cũng cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ những hành động khiêu khích từ Triều Tiên. Trước đó, vào rạng sáng 19 tháng 7, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông của nước này. Trong thời gian gần đây, Triều Tiên đã liên tiếp tiến hành các vụ thử tên lửa, trong đó có các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn.